Hi. Chào các bạn. Sau khi kết thúc bài số 1 và bài số 2 giới thiệu về điều hành thời gian thực là gì, tại sao chúng ta nên xử lý đồng hành các phương pháp để tận dụng được triệt để thời gian CPU tối ưu về hệ thống ở chương số 1 và chương số 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua chương số 3. Trước khi vào chương số 3 thì các bạn cũng nhớ lại một chút, đó là hệ điều hành sẽ chia làm rất là nhiều tiến trình chạy song song với nhau. Thì để cái tiến trình này được quản lý và được xử lý được phù hợp, không gây tắc nghẽn toàn hệ thống, thì cần phải có một cái cơ chế quản lý cái tiến trình này để tối ưu được CPU. Thì những cái vấn đề về liên quan về quản lý và xử lý tiến trình sẽ được nói ở bài số 3, là bài hôm nay về quản lý tiến trình. Về nội dung thì chúng ta sẽ có những nội dung như sau. Thứ nhất, tổ chức quản lý tiến trình. Thứ hai, điều phối tiến trình. Thứ ba, tóm tắt cái nội dung ở chương 3. Về tổ chức quản lý tiến trình thì chúng ta sẽ gồm những phần như sau: các trạng thái của tiến trình, chế độ xử lý của tiến trình, cấu trúc dữ liệu khối quản lý tiến trình, thao tác trên tiến trình, cấp phát tài nguyên cho tiến trình. Về điều phối tiến trình thì chúng ta có giới thiệu tổ chức điều phối, các chiến lược điều phối, FIFO, Round Robin, điều phối với đội ưu tiên, SGF, Short the Job First, tức là những công việc nào có thời gian xử lý ngắn nhất thì sẽ được thực thi trước. Nhiều mức ưu tiên, multi-level feedback, hay là chiến lược lottery, tức là sổ số. Và phần cuối cùng đó là phần tóm tắt nội dung chương 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phần. Phần đầu tiên đó là về tổ chức quản lý tiến trình. Thứ nhất, chúng ta sẽ vào cái phần mục đầu tiên, đó là các trạng thái của tiến trình. Thì một tiến trình từ khi được tạo ra thì nó gồm có những trạng thái gì, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu qua phần này. Thì trước tiên, trạng thái của tiến trình sẽ được xác định ngay tại cái thời điểm mà xem xét cái tiến trình đó. Thì trong quá trình sống của tiến trình thì trạng thái của tiến trình sẽ bị thay đổi nhiều lần, chuyển đổi qua lại nhiều lần, thì sẽ dựa vào những cái tác động như sau. Đó là phải chờ một sự kiện nào đó xảy ra, hoặc là khi đợi một thao tác nhập xuất hoàn tất, hoặc là phải buộc phải bị dừng lại bởi CPU do hết thời gian xử lý. Hệ thống buộc dừng lại do hết thời gian xử lý. Và nhiều nguyên nhân khác nữa dẫn đến tiến trình phải thay đổi trạng thái của nó. Rồi, tại mỗi thời điểm thì tiến trình sẽ nhận một trong những trạng thái sau đây. Thứ nhất là mới khởi tạo, create, mới khởi tạo, thì khi tiến trình mới được tạo lập lần đầu tiên. Thứ hai đó là trạng thái running, tức là tiến trình đang ở trạng thái đang được xử lý. Thứ ba là trạng thái blocked, trạng thái tạm nghỉ, hay người ta gọi là suspend, tức tiến trình đang bị tạm khóa vì phải đợi tài nguyên hay là đợi một sự kiện gì đó. Trạng thái tiếp theo đó là trạng thái ready, đó là khi mà tiến trình đã sẵn sàng về tài nguyên, sẵn sàng về mọi thứ, đầy đủ về mọi thứ để có thể chạy được, nhưng chưa chạy ha, thì tiến trình sẽ đợi ở trong cái hàng đợi, danh sách hàng đợi để được cấp phát CPU xử lý. Và cái trạng thái cuối cùng đó là trạng thái kết thúc, khi mà tiến trình đã hoàn tất quá trình xử lý của nó. Rồi, các bạn chú ý cho mình luôn ha, thì tại mỗi thời điểm tiến trình chỉ có
bộ vi xử lý á, chỉ có toàn bộ hệ thống mình á, thì chỉ có một tiến trình, chỉ có một duy nhất một tiến trình đang ở trong trạng thái gì, trạng thái running mà thôi ha. Tại vì các bạn hãy nhớ lại bài cũ giùm mình một chút, đó là tại CPU sẽ thực thi xử lý nhiều tiến trình chạy đồng hành, tuy nhiên tại mỗi thời điểm thì chỉ có một tiến trình running nha, nên chỉ có một tiến trình luôn luôn chỉ có tại một thời điểm chỉ có một tiến trình đang trong trạng thái running, và tất cả những tiến trình khác đều phải ở trạng thái gì, block hoặc là ready, được không? Đây, thì đây là cái sơ đồ, cái mô hình mà quá trình chuyển đổi qua lại cái mối liên hệ giữa các trạng thái của tiến trình, cái sự mà chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái của tiến trình ha. Đây thì đây là tiến trình ban đầu mới được tạo ha. Thì sau khi nó mới được tạo, nó sẽ tiến hành vào cái trạng thái ready, khởi tạo sẽ được cấp phát tài nguyên và các con trỏ thanh ghi stack đầy đủ, sau đó sẽ được vào cái trạng thái ready đợi nhận CPU để thực thi. Đây. Khi tiến trình được cấp phát CPU thì nó sẽ qua được cái trạng thái là running. Nhưng mà trong lúc quá trình tiến trình đang running, nếu nó yêu cầu tài nguyên hoặc là một cái sự kiện gì đó xảy ra, thì đợi một cái sự kiện gì đó hoặc là đợi tài nguyên, thì tiến trình sẽ rơi vào trạng thái block, đợi, nó sẽ được đưa vào cái hàng đợi. Đó. Thì sau khi mà nó được đáp ứng về cái tài nguyên đó hoặc là cái sự kiện mà nó yêu cầu á đã xảy ra rồi, thì tiến trình đó sẽ được đưa lại về trạng thái ready để đợi cấp phát CPU và chạy tiếp, được không? Một cái trường hợp khác, khi tiến trình đang running, nếu có một tiến trình khác xuất hiện, vào ready list, và cái tiến trình khác đó có độ ưu tiên cao hơn cái tiến trình đang chạy, thì cái tiến trình đang chạy sẽ bị đưa về ngược về ready list, đưa ngược về ready, và cái tiến trình mà độ ưu tiên cao nhất đó sẽ được chuyển qua trạng thái là running. Thì khi mà tiến trình nó đã chạy xong rồi, thì tiến trình sẽ qua giai đoạn là gì? Kết thúc, và khi đó sẽ giải phóng các tài nguyên mà tiến trình đó đang chiếm giữ, được không? Thì đây là toàn bộ các trạng thái tiến trình và cái sơ đồ gọi là chuyển đổi trạng thái qua lại của một cái tiến trình, được không? Đây. Tiếp đến chúng ta sẽ qua cái mục tiếp theo, đó một chế độ xử lý của tiến trình. Thì có hai cái chế độ xử lý cho các tiến trình ha. Có hai chế độ xử lý, thì đó là chế độ không đặc quyền và chế độ đặc quyền. Rồi, thì các bạn nhìn cái tên thì các bạn cũng sẽ thấy được là gì? Chế độ không đặc quyền thì cái khả năng tác động vào phần cứng của nó là rất là hạn chế ha, rất là không được phép. Còn chế độ đặc quyền thì các lệnh về truy xuất về phần cứng thì sẽ dễ dàng hơn ha, sẽ được phép thực thi các lệnh mà truy vấn tác động vào phần cứng dễ dàng hơn, đó là chế độ đặc quyền. Rồi thì các bạn có thể nhìn ở đây có một cái hình ha, thì người sử dụng hay là những cái chương trình, những cái ứng dụng phần mềm mình viết ra trên hệ, nó sẽ chạy được trên cái hệ điều hành, và những cái phần mềm mà người dùng xử lý người dùng viết ra, những cái ứng dụng á, ví dụ như Word, Excel, Firefox vân vân, thì nó sẽ nằm ở trong chế độ gì, không đặc quyền. Ở chế độ không đặc quyền thì nó sẽ không có thể mà tác động trực tiếp được tới phần cứng, tức là giao tiếp ngoại vi hay là lấy dữ liệu từ USB hoặc là tín hiệu từ VGA hoặc là kiểm tra RAM, CPU vân vân. Thì chỉ có những anh ở chế độ, những phần mềm hoặc là những cái tiến trình đang chạy ở chế độ đặc quyền, tức là những cái tiến trình mà thuộc về hệ điều hành đó, thì nó mới có khả năng là tác động trực tiếp tới phần cứng và lấy thông tin từ phần cứng ha, lấy
và xử lý và tương tác trực tiếp với phần cứng, được không? Okay. Vậy thì đặt ra một cái câu hỏi như sau. Ví dụ như những cái chương trình ứng dụng mà người dùng viết muốn tác động tới phần cứng thì sao? À, thì các bạn có thể nhìn thấy hai cái mũi tên này đúng không? Đó, mũi tên này đi xuống đây và sau đó có mũi tên phản hồi lại đúng không? À, thì nó được mô tả như sau, quá trình nó diễn ra như sau. Khi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, đây, khi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, tức là một tiến trình người dùng ở trên đây muốn lời gọi hệ thống, tức là muốn tác động phần cứng đó, thì tiến trình của hệ điều hành xử lý, tiến trình của hệ điều hành này, nằm ở đây, sẽ xử lý cái lời gọi từ ở phía trên đây. Đó, tiến trình hệ điều hành sẽ xử lý đó, xử lý ở trong cái chế độ đặc quyền, và sau khi cái tiến trình trong đây nó sẽ xử lý dùm ha, tác động tới phần cứng dùm đó, lấy truy vấn gì đó, ok hết rồi thì nó sẽ trả những cái phản hồi về những cái tiến trình ở chế độ đặc quyền này, sẽ trả những phản hồi về cho những cái tiến trình ở chế độ đặc quyền ở phía trên này. Cái quy trình diễn ra như sau. Ở trên đây có những cái yêu cầu là hệ thống gì đó sẽ gửi tín hiệu xuống hệ điều hành. Hệ điều hành sau khi xử lý giao tiếp gì đó với phần cứng thì nó sẽ có những cái phản hồi, những cái chỉ thị phản hồi ngược lại cho chế độ không đặc quyền. Đó. Đây. Đó là cái phần số 2 ha, các chế độ xử lý tiến trình. Chúng ta qua phần số 3 về cấu trúc dữ liệu của cái khối quản lý tiến trình ha. Thì mỗi tiến trình ra đời thì nó sẽ có một cái khối quản lý tiến trình. Thì cái cấu trúc của nó như thế nào? Thì trước tiên chúng ta đi qua cái khái niệm của nó một cái ha. Thì cái khối quản lý tiến trình có tên tiếng Anh đó là Process Control Block, PCB. PCB là một vùng nhớ lưu trữ các thông tin mô tả cho tiến trình với các thành phần chủ yếu như sau. Thứ nhất là định danh của tiến trình. Định danh chứ tức là gì các bạn? Tức là cái ID của tiến trình đó. Cái tên chứng thực của tiến trình. Đó là đơn nhất. Thứ hai là trạng thái của tiến trình. Thì cái trường này nó sẽ quản lý là cái tiến trình, nó sẽ lưu trữ là cái tiến trình này hiện tại đang hoạt động hay là đang running hay đang block hay là đang ready ha. Cái thứ ba đó là ngữ cảnh của tiến trình. Thì ngữ cảnh của tiến trình nó sẽ mô tả về tài nguyên nè, tài nguyên của tiến trình nè. Rồi những cái thông tin của những cái thông tin liên quan tiến trình thì nó sẽ bao gồm về trạng thái CPU. Rồi. Đó, thì nó sẽ chứa trạng thái CPU thì lại chứa những gì? Những cái nội dung thanh ghi và cái con trỏ lệnh của con trỏ lệnh IP ấy. Để chỉ tới cái câu lệnh tiếp theo mà tiến trình sẽ xử lý. Rồi. Thứ hai đó là ngữ cảnh tiến trình sẽ chứa luôn cái về cái bộ xử lý. Bộ xử lý thì nó sẽ chứa những cái thông số của cái bộ xử lý. Thông số như là tốc độ hay là bao nhiêu nhân, vân vân. Số hiệu của bộ xử lý. Quản lý về bộ nhớ chính, đó là danh sách các khối nhớ được cấp cho tiến trình. Thì mỗi tiến trình như đã nói thì tiến trình nó sẽ có cái mỗi tiến trình ra đời thì nó cần có cái tài nguyên để nó hoạt động. Thì cái bộ nhớ chính cũng phải cần dành ra một cái phần khối nhớ được cấp cho tiến trình. Và ngoài ra là cần phải cấp cho tiến trình tài nguyên để tiến trình nó sử dụng. Thì cần phải có danh sách các tài nguyên hệ thống mà tiến trình đang sử dụng. Rồi, và ngoài ra có một cái dạng tài nguyên khác, đó là tài nguyên tạo lập, đó là chứa danh sách những cái tài nguyên mà tiến trình đã được tạo ra ha. Thì cái tài nguyên sử dụng là do hệ thống cấp, còn cái tài nguyên tạo lập là do tiến trình tạo ra trong quá trình khởi tạo hay là chạy hay là cập nhật cái chỉ mới của tiến trình. Rồi, đó là về ngữ cảnh của tiến trình. Rồi, tiếp đến là thông tin giao tiếp. Thì thông tin giao tiếp
thì nó sẽ cái phần này sẽ phản ánh cái mối liên hệ ha, mối liên hệ giữa tiến trình với các tiến trình khác trong hệ thống. Ví dụ như tiến trình cha của tiến trình này là gì, là tiến trình nào ha, tiến trình con của tiến trình này là gì. Thì tiến trình cha chính là tiến trình gì, tiến trình tạo ra ra tiến trình mình đang xem xét hết, người ta gọi cái tiến trình tạo ra tiến trình đang xem xét, người ta gọi là đó là tiến trình trình cha. Còn tiến trình mình đang xem xét khởi tạo ra một cái tiến trình khác thì những cái tiến trình được khởi tạo ra người ta gọi là tiến trình con ha. Tiếp tới nó sẽ chứa có một cái thông tin, đó là về độ ưu tiên ha. Thì mỗi tiến trình sẽ có một cái độ ưu tiên khác nhau, thì tiến trình nào có độ ưu tiên cao hơn thì mặc nhiên sẽ được được xử lý trước, được running trước. Rồi, và cái thông tin cuối cùng của cái khối quản lý tiến trình sẽ chứa đó là thông tin thống kê. Thì cái phần thông tin thống kê này sẽ thống kê các hoạt động hệ thống nè, thời gian đã sử dụng CPU nè, thời gian chờ nè. Thì những cái thông tin này rất rất là cần thiết để mà cái hệ thống quản lý, cái bộ máy tổ chức đó, nó xác định và nó tiên đoán và đưa ra cái chiến lược để mà quản lý tiến trình một cách hợp lý nhất dựa vào những cái thông số thống kê này. Ví dụ như về thời gian sử dụng CPU là bao nhiêu, hoặc là cái tiến trình nó đã chờ được lâu hay chưa đó. Thì những thông tin này rất là quan trọng, rất là cần thiết. Rồi, thì đây là một cái sơ đồ mà mô tả sơ bộ về khối quản lý tiến trình. Đây nó sẽ gồm 5 phần chính. Phần thứ nhất, ID, phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư và phần thứ năm. Thì để hiểu cái mô hình mô tả này thì các bạn quay lại cái phần trước nhé, các bạn về nhà chịu khó coi lại những cái phần lý thuyết này trong cái tài liệu, thì những cái này đã mô tả được nãy giờ mình cũng mới mô tả qua rồi á, được chưa? Thì mình bố cục lên một cái hình ảnh như thế này để các bạn dễ theo dõi hình dung. Rồi, thì tiếp theo đó là phần thao tác trên tiến trình. Thì hệ điều hành có thể thao tác, tức là có thể làm được gì đối với một cái tiến trình. Hệ điều hành có những quyền gì đối với tiến trình? Đây, thứ nhất, hệ điều hành có quyền gì? Tạo lập ra một tiến trình mới, điều chắc chắn rồi ha. Tạo lập ra một cái tiến trình mới và thậm chí có thể kết thúc cái tiến trình khi cần thiết, hoặc tạm dừng tiến trình, tạm dừng tiến trình để nhường cái quyền thực thi cho một tiến trình có độ ưu tiên cao hơn, hoặc tái kích hoạt tiến trình, hoặc thay đổi độ ưu tiên của tiến trình. Ví dụ thời điểm ban đầu thì tiến trình A đó có cần phải thực thi sớm thì mình sẽ tăng độ ưu tiên lên, nhưng tới một cái thời điểm nào đó cái tiến trình A không còn được ưu tiên nữa, không cần thiết phải thực thi nhanh nữa, thì cái độ ưu tiên tiến trình A sẽ bị giảm xuống, nhường cái và sẽ hệ thống sẽ set một cái tiến trình khác độ ưu tiên cao hơn để được thực thi trước. Rồi, thì ở đây mình cũng nói sơ về một số quá trình tạo lập tiến trình ha, một số cái quá trình tạo tiến trình, hủy tiến trình. Thì đây thì chúng ta sẽ qua cái phần đầu tiên, đó là phần tạo lập tiến trình. Thì một tiến trình có thể tạo lập ra được nhiều tiến trình khác bằng lời gọi hệ thống ha. Thì cái tiến trình đó, cái tiến trình này, ví dụ tiến trình A đi, tiến trình này khởi tạo ra được, nó có thể tạo được những cái tiến trình khác đó. Thì muốn tạo được những cái tiến trình khác thì nó phải thực thi một cái lời gọi gì, lời gọi hệ thống ha. Rồi, lời gọi hệ thống tương đương đó. Thì những cái tiến trình được tạo ra nó sẽ gọi cái tiến trình tạo ra nó bằng gì, bằng cha ha. Đó. Rồi, thì đây tiến trình này sẽ là cha của những tiến trình này đó. Và hai tiến trình này sẽ là con của tiến trình này, được chưa? Đó.
Rồi, thì đối với cái quá trình tạo lập một tiến trình á, thì hệ điều hành cũng có khá nhiều là công việc để mà tạo lập một tiến trình ha. Thì các công việc của hệ điều hành cần phải thực thi như sau. Thứ nhất, định danh cho tiến trình mới phát sinh, tức là đặt tên cho tiến trình mới phát sinh ha. Thứ hai, đưa tiến trình vào danh sách quản lý của hệ thống, thì hệ thống sẽ có một danh sách để quản lý tất cả các tiến trình được khởi tạo, được tạo mới và các tiến trình bị hủy. Thứ ba, xác định độ ưu tiên cho tiến trình. Thì như đã nói với các bạn, một tiến trình cần phải có độ ưu tiên, thì tiến trình nào có độ ưu tiên cao hơn thì sẽ được thực thi trước. Tạo BCP, PCB cho tiến trình. Thì BCP là gì các bạn? Khối quản lý tiến trình ha. Đây, nó nằm ở phần phía trên cho bạn xem này ha. Đó, khối quản lý tiến trình được chưa? Tiếp đến đó là cấp phát các tài nguyên ban đầu cho tiến trình. Thì một tiến trình được tạo ra thì cần phải có những cái tài nguyên đi kèm cho tiến trình đó. Thì đây là tất cả những cái công việc mà hệ điều hành cần phải làm khi tạo mới một tiến trình. À, thì khi mà một cái tiến trình mà tạo một tiến trình mới á, thì cái tiến trình bắt đầu có thể xử lý theo một trong hai khả năng sau ha. Thì cái tiến trình mới được tạo ra có thể sẽ tiếp tục xử lý đồng hành cùng với tiến trình cha của nó, tức là cái tiến trình cha tạo ra một tiến trình mới, thì tiến trình cha đó, cái cơ chế đầu tiên thì tiến trình cha vẫn xử lý song song tiến trình con. Cái cơ chế thứ hai là tiến trình cha tạo ra tiến trình con, thì tiến trình con phải phải chạy xong đã, xử lý xong đã, thì tiến trình cha mới được chạy tiếp. Thì cái đó là cái cơ chế để mà mình quản lý tiến trình mới được tạo thôi. Có hai cơ chế như vậy. Thì mỗi hệ điều hành khác nhau thì mình có thể lựa chọn cái cách cài đặt khác nhau để thao tác với một tiến trình. Rồi, thì tiếp theo tôi sẽ bàn tới cái vấn đề về khi quá trình kết thúc một tiến trình. Rồi, thì một tiến trình cần phải kết thúc khi mà nó hoàn tất được cái chỉ thị cuối cùng, tức là cái lệnh thực thi cuối cùng, cái lệnh thực thi cuối cùng của nó. Và nó sẽ gửi một cái lời gọi hệ thống để yêu cầu hệ điều hành hủy nó, kết thúc nó. Rồi, đôi khi thì một tiến trình nó cũng có thể yêu cầu hệ điều hành kết thúc một cái tiến trình khác ha, kết thúc một tiến trình khác. Thì cái đó là tùy vào cái cơ chế của hệ điều hành ha. Nếu cái hệ điều hành cho phép thì nó có thể làm được cái điều đó. Thì một cái tiến trình khi mà kết thúc á, hệ điều hành cần phải giải quyết cái công việc như sau. Thứ nhất, thu hồi các tài nguyên hệ thống đã cấp phép cho tiến trình. Thứ hai, hủy tiến trình khỏi tất cả các danh sách quản lý của hệ thống. Và thứ ba là hủy cái PCB của tiến trình đó. Rồi. Rồi. Với một cái chú ý đó là thông thường á, khi hệ điều hành đã kết thúc một cái tiến trình nào đó thì hệ điều hành cũng sẽ kết thúc luôn tất cả những cái tiến trình con của cái hệ điều hành vừa bị hủy đó, hiểu không? Tức là ví dụ tiến trình A có tạo ra hai tiến trình con là B và C đi,
thì khi hệ điều hành hủy tiến trình kết thúc tiến trình A thì tiến trình B và C cũng sẽ bị hủy theo ha. Thông thường hầu hết đa phần hệ điều hành là vậy, được không? Ngoài ra thì số hệ điều hành khác thì người ta sẽ có một cái cơ chế khác ha. Nhưng mà đa phần là vậy. Rồi, thì về vấn đề tiếp theo ha. Tiếp theo muốn nói tới vấn đề đó là cấp phát tài nguyên cho hệ điều hành. Một số năm cấp phát tài nguyên cho tiến trình nhé, cấp phát tài nguyên cho tiến trình ha. Thì khi mà có một tiến trình thực thi á, ví dụ ở khi một người sử dụng á, thì nó sẽ người ta sẽ gọi một cái chương trình, một cái tiến trình nào đó, thì cái hệ điều hành cần phải cấp phát tài nguyên theo yêu cầu cho tiến trình đó và cho cái người sử dụng đó. À, thì hệ điều hành quản lý các loại tài nguyên, CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi. Thì mỗi loại tài nguyên nó cần phải có một cái cơ chế cấp phát và phải có một cái chiến lược cấp phát cho tất cả các tiến trình sao cho phù hợp ha. Tại vì tài nguyên là hữu hạn, không thể cấp cho mỗi tiến trình được, mà phải có cái cơ chế lúc thì cấp cho tiến trình này, lúc thì cấp cho tiến trình kia, cần phải có một cái cơ chế phù hợp. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ha. Thì đây là một cái khối mà cấp phát tài nguyên cho một cái khối quản lý tài nguyên ha. Đây là một cái khối quản lý tài nguyên của một cái tài nguyên nào đó, thì cần có một cái khối quản lý vậy ha. Thì nó gồm những cái phần này thì mình sẽ mô tả qua từng phần cho các bạn hiểu được nó là gì. Thì mình cũng nói rõ luôn là tại vì cái chương này lý thuyết khá nhiều, vì vậy cái mỗi slide cái số lượng từ, số lượng câu cũng khá dày đặc, nên các bạn chịu khó xem video khúc nào chưa hiểu thì mình dừng lại ha, thì sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, tiếp tục nha. Về vấn đề cái khối quản lý tài nguyên thì nó sẽ chứa được những cái thông tin như sau. Thứ nhất là định danh của cái tài nguyên đó, định danh tài nguyên đó, resource ID, định danh của cái tài nguyên đó. Rồi, cái phần thứ hai đó là trạng thái của tài nguyên. Rồi, thì cái phần này nó sẽ mô tả cái trạng thái của tài nguyên đó, những cái phần nào của tài nguyên đã bị sử dụng rồi, hoặc là phần nào chưa sử dụng, đúng không? Thì đó, cái phần về trạng thái tài nguyên thì sẽ xác định phần nào còn rảnh thì mình sẽ có thể dùng để cấp phát cho cái tiến trình khác. Rồi, cái phần thứ ba đó là danh sách cái hạn đợi trên mỗi tài nguyên ha. Thì sẽ có nhiều tiến trình đang muốn lấy dữ liệu từ cái tài nguyên đó, nhưng nếu chưa được cấp phép thì tiến trình sẽ được rơi vào chế độ được đưa vào cái hạn đợi của cái tài nguyên đó, được không? Thì nó sẽ tạo ra một cái danh sách, thì khi mà tài nguyên rảnh thì tiến trình đó sẽ được lấy tài nguyên và sử dụng, sẽ có một cái danh sách hạn đợi ha. Rồi, tiếp đến là bộ cấp phát. Thì bộ cấp phát này chính là cái đoạn code mà đảm nhận cái nhiệm vụ đó là cấp phát tài nguyên ha. Thì cần phải có cái cơ chế, có cái giải thuật cấp phát cho hợp lý tất cả các tài nguyên ha. Thì ở phần bộ cấp phát này nó sẽ có chứa cái con trỏ ha, để trỏ tới cái đoạn code mà thực thi cái vấn đề về cấp phát tài nguyên. Rồi, thì đây là những cái thông tin, cái thông tin mà một cái tài nguyên cần phải có để quản lý nó. Thì cái mục tiêu của cái kỹ thuật cấp phát á thì nhằm những mục tiêu như sau. Cấp phát tốt hay không á thì cần phải đạt những cái mục tiêu như sau. Thứ nhất
đảm bảo số lượng hợp lệ các tiến trình truy xuất đồng thời đến các tài nguyên không chia sẻ được. Thì ở đây muốn nói tới là gì? Tức là những cái tài nguyên không thể một lúc nhiều tiến trình sử dụng được thì cần phải phân chia thời gian hợp lý để tài nguyên đó được sử dụng bởi tiến trình này, sau đó khi tiến trình này trả tài nguyên thì tiến trình khác mới được sử dụng. Thứ hai, cấp phát tài nguyên cho tiến trình có yêu cầu trong một khoảng thời gian trì hoãn có thể chấp nhận được ha, thì cần phải có một khoảng thời gian thôi khi mà cấp phát, không thể để quá lâu được, đúng không? Thứ ba, phải có mục tiêu, phải có cái cơ chế tối ưu hóa cái sự sử dụng tài nguyên ha. Ví dụ như là không thể cho một tiến trình sử dụng quá lâu, hoặc không thể cho một cái tiến trình nào đó đợi quá lâu, có cái cơ chế vì sao cho phù hợp để mọi tiến trình có thể sử dụng tài nguyên dựa trên cái độ ưu tiên hoặc là theo cái cơ chế mình quy định ban đầu. Thì đây là những cái mục tiêu về kỹ thuật cấp phát mà cần phải đảm bảo nhé, các bạn nhớ nhé. Rồi thì sau khi kết thúc cái phần một lớn thứ nhất đó là về tổ chức quản lý tiến trình, thì chúng ta sẽ qua cái phần số 2, điều phối tiến trình. Rồi, mục tiêu của một cái hệ phân chia thời gian, tức là time sharing, là giúp cho CPU được chuyển đổi qua lại giữa các tiến trình một cách thường xuyên để mọi tiến trình đều có thể thực thi chạy được, và người sử dụng cũng có thể tương tác với hệ thống với quá trình xử lý được. Tức là hệ thống đang hướng tới việc gì? Đa chương, chia sẻ CPU cho tất cả các tiến trình. Đó là mục tiêu của hệ phân chia thời gian. Thì bộ điều phối sẽ sử dụng giải thuật, sẽ đưa ra một cái giải thuật thích hợp để mà chọn cái tiến trình được xử lý tiếp theo. Đó là nhiệm vụ của bộ điều phối, sẽ lựa chọn tiến trình nào sẽ được xử lý tiếp theo. Ngoài bộ điều phối, chúng ta còn có một cái bộ phân phối ha, gọi là dispatcher, sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi ngữ cảnh và trao CPU cho tiến trình được chọn bởi bộ điều phối. Thì bộ điều phối có nhiệm vụ là lựa chọn cái tiến trình phù hợp tiếp theo sẽ được thực thi, được trao CPU cho thực thi. Thì muốn thực thi được thì cần phải tới cái bộ phân phối, đó là bộ phân phối tiến hành chuyển đổi ngữ cảnh và chuẩn bị chuyển đổi ngữ cảnh ở đây nghĩa là việc thu hồi tài nguyên từ tiến trình đang chạy, lưu trữ những cái dữ liệu tiến trình đang xử lý tạm thời vào stack, bộ nhớ tạm thời, và lấy CPU cấp phát tài nguyên mới cho tiến trình chuẩn bị chạy và chuyển CPU cho tiến trình chuẩn bị được chạy. Vậy có thể hiểu đơn giản nó là vậy. Rồi thì đó là những cái vấn đề về, liên quan về vấn đề về điều phối tiến trình ha. Thì nó có những cái bộ như vậy. Thì bây giờ mình bắt đầu vô từng mục của cái phần điều phối tiến trình. Thứ nhất về giới thiệu. Trong phần giới thiệu lại chia ra những cái phần nhỏ như sau. Mục tiêu của điều phối ha. Mục tiêu của điều phối là gì? Thì bộ điều phối không cung cấp cơ chế mà đưa ra các quyết định với các mục tiêu như sau ha. Đưa ra những quyết định với những mục tiêu như sau. Thứ nhất, nó phải đảm bảo cái tính gì? Tính công bằng. Cái tiến trình phải chia sẻ CPU nhưng mà phải một cách công bằng ha. Thì không có tiến trình nào phải đợi quá lâu. Người ta gọi là bị treo quá. Và cũng có thể lâu tới mức vô hạn thì điều đó không được ha. Phải có sự sắp xếp phân chia CPU cho hợp lý. Thứ hai, nó phải tính hiệu quả. Thì
Hiệu quả ở đây là thể hiện cho vấn đề là CPU phải được tận dụng 100% thời gian sử dụng. Những lúc CPU nhàn rỗi thì CPU phải được sắp xếp xử lý cho một cái tiến trình khác, một cái công việc khác. Cái thứ ba đó là về thời gian đáp ứng hợp lý, gọi là response time, thời gian đáp ứng, thời gian tương tác hợp lý. Tức là khi mà người dùng tác động lên hệ thống thì cần phải có phản hồi lại cái tác động của người dùng lên hệ thống ha. Thì cái tốc độ nhanh hay chậm tùy vào cái hệ thống của mình, tùy vào mình xác định ứng dụng đó cần tác động nhanh hay ứng dụng đó cần có thể delay 1 hoặc 2 giây hoặc là tác động ngay lập tức, tùy vào cái mục tiêu của hệ thống và tùy vào cái quy ước tự động. Rồi, phần số 4 đó là về thời gian lưu lại trong hệ thống ha, gọi là turnaround time, thời gian lưu lại trong hệ thống. Thì cần phải cực tiểu hóa cái thời gian hoàn tất các tác vụ xử lý theo lô, tức là cũng nên một tác vụ, một cái tiến trình, một tác vụ mới ra đời xử lý thì nên và cho tới khi mà bị hủy thì cái khoảng thời gian đó nên nhỏ nhất, nên càng nhỏ càng tốt để dành chỗ cho những tiến trình khác. Rồi, và cái tiếp theo đó là về thông lượng tối đa. Thì cái vấn đề thông lượng hóa tối đa này nó thể hiện ở cái vấn đề đó là cần phải tối ưu CPU để số công việc được xử lý trong một đơn vị thời gian là nhiều nhất. Trong một đơn vị thời gian có thể xử lý được nhiều công việc. Thông lượng tối đa thì đây là những cái mục tiêu của việc điều phối ha: công bằng, tính hiệu quả, thời gian đáp ứng hợp lý, thời gian lưu lại trong hệ thống, thông lượng tối đa. Rồi, cái mục giới thiệu số 2 ở đây muốn nói đến đó là các đặc điểm của tiến trình. Rồi, một số cái đặc điểm của tiến trình ha, cần được quan tâm ha, được quan tâm khi mà để làm cái tiêu chuẩn để mà mình tiến hành điều phối được tốt, tối ưu. Rồi, thứ nhất là cái tiến trình đó có tính hướng xuất hay là nhập, hướng xuất nhập không? Thì là khi một tiến trình nhận được CPU, chủ yếu nó sử dụng CPU đến khi phát sinh một yêu cầu xuất nhập. Thì cái tính hướng sắp nhập này của tiến trình ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là mình cần phải xác định được là tiến trình đó sử dụng CPU nhiều để xử lý gì? hay là tiến trình đó chủ yếu là để giao tiếp với ngoại vi và lấy dữ liệu từ ngoại vi ha. Thì nếu mà tiến trình cần xử lý nhiều thì mình sẽ xem xét có phát CPU cho tiến trình đó được nhiều hơn. Còn nếu mà tiến trình đó hướng tới giao tiếp ngoại vi thì cần CPU ít hơn. Thứ hai là tính hướng xử lý của tiến trình. Thì một tiến trình khi được nhận CPU thì nó có khuynh hướng sử dụng CPU cho đến khi hết thời gian dành cho nó ha. Thì cái mà tôi vừa trình bày á thì đó là vấn đề về tính hướng xuất nhập của tiến trình, tức là tiến trình hướng đến xuất nhập, tức là lấy dữ liệu bên ngoài thì cần ít CPU hơn, còn nếu mà hướng xử lý thì tiến trình cần nhiều CPU hơn. Rồi, và tiến trình hướng tới tương tác hay là xử lý theo lô. Tương tác, xử lý theo lô nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà tiến trình theo hướng tương tác á, tức là tương tác với người dùng, tức là người dùng khi tác động thì hệ thống cần phải sao phản hồi liền, thì đó là gọi là hướng tới tương tác. Thì mình cần phải xử lý cái tiến trình sao cho khi người dùng bấm là nó sẽ tác động liền, thời gian response time á, nhanh nhất có thể
thứ hai là theo xử lý theo lô, xử lý theo hô, nghĩa là sao? Các công việc sẽ được lên lịch và cứ thực thi mà không quan tâm nhiều lắm đến cái sự tương tác với bên ngoài, cứ theo một cái chu trình cho trước hay là xử lý theo luôn. Đó là ba cái điểm tiến trình quan tâm khi tiến hành điều phối. Cái thứ tư đó là về độ ưu tiên của tiến trình ha. Thì các tiến trình nào quan trọng hơn thì cần phải có độ ưu tiên cao hơn, nó đều chắc chắn rồi. Cái thứ năm về thời gian đã sử dụng của CPU của tiến trình, tức là sao? Mình làm rõ khái niệm trước đi. Thời gian sử dụng CPU của tiến trình, đã sử dụng CPU của tiến trình, tức là cái thời gian mà tiến trình đã sử dụng CPU đó, tức là thời gian mà CPU tiến trình nó đã chạy được bao lâu rồi, đã chạy được nhiều rồi hay là đã chạy được ít rồi, thì là thời gian đã sử dụng CPU của tiến trình. Thì người ta cũng sẽ dựa trên cái tiêu chí này mà tiến hành cấp phát CPU cho tiến trình. Thì có những cái ý tưởng như sau. Có thể ưu tiên, có một quan điểm thì sẽ ưu tiên cho những tiến trình đã sử dụng CPU nhiều thời gian nhất đó. Thì tức là nó ưu tiên cho những tiến trình nào đã chạy lâu rồi, đã chạy lâu rồi thì khả năng là sẽ cần ít thời gian nữa thôi là sẽ hoàn thành, thì cái đó sẽ cấp CPU cho ưu tiên cấp CPU cho những tiến trình này, đúng không? Tuy nhiên một số quan điểm khác thì cho rằng tiến trình nhận được CPU trong ít thời gian, tức là mới dùng CPU một ít thôi, mới chạy được một ít thôi, thì khả năng là sẽ hoàn thành xong công việc, hoàn thành xong công việc sớm vì đã chờ rất là lâu rồi, dùng ít CPU thì dự đoán là sẽ nó đã chờ rất là lâu rồi thì khả năng là sẽ hoàn thành công việc sớm, vì thế là ưu tiên cho nó, đúng không? Chờ lâu rồi thì cũng nên ưu tiên cho nó chạy, chứ không hệ thống cái tiến trình đó sẽ dễ rơi vào trạng thái bị treo, không tác động được. Đó, thì mình phải tùy vào tình huống cụ thể, tùy vào từng ứng dụng cụ thể mà mình sẽ xem xét và điều phối CPU cho hợp lý. Rồi, cái tiếp theo đó là về thời gian còn lại của tiến trình cần để hoàn tất. Tức là tiến trình cần bao lâu nữa thì hoàn tất được công việc. Thì tất nhiên là những tiến trình nào còn cần ít thời gian để hoàn thành thì mình cũng nên được xem xét, nhưng mà ưu tiên là khi đó mình sẽ giảm được cái thời gian chờ trung bình của toàn hệ thống của tất cả các tiến trình. Thì nếu như mà những tiến trình nào còn ít thời gian thì mình cho thực thi trước, thì khi đó cái thời gian trung bình phải đợi của tất cả tiến trình tính ra thì nó sẽ là ít nhất thời gian chờ trung bình. Tuy nhiên cái vấn đề về xác định thời gian mà tiến trình sẽ cần để mà thực thi hoàn xong á, cái thời gian mà tiến trình cần để thực thi xong á thì rất là khó xác định, thì đó là những cái đặc điểm mà của tiến trình mà chúng ta cần quan tâm khi mà muốn quá trình điều phối được diễn ra tốt nhất. Thì tiếp tới một cái khái niệm tiếp theo mà muốn trình bày các bạn, đó là điều phối không độc quyền và điều phối độc quyền. Điều phối không độc quyền là gì và điều phối độc quyền là gì? Điều phối độc quyền tức là khi mà một tiến trình nhận được CPU thì sẽ có quyền độc chiếm CPU đó, độc chiếm luôn CPU đó cho đến khi nào hoàn tất xử lý thì thôi, hoặc là tự nguyện trả CPU, tự nguyện trả CPU. Thì CPU lúc đó mới được cấp cho một cái tiến trình khác. Còn nếu không thì tiến trình được cấp CPU sẽ sử dụng CPU cho đến khi nào dừng thì thôi.
nó gọi là độc chiếm, giống như độc quyền, giống như độc chiếm vậy đó, độc chiếm CPU. Rồi thì cái hệ thống này rất là dễ dàng cài đặt ha, rất là dễ dàng cài đặt. Tuy nhiên rất là không thích hợp trong trong cái hệ thống nhiều hệ thống đa nhiệm ha. Tại vì vì sao? Vì nếu như một tiến trình chiếm CPU quá lâu thì những tiến trình khác sẽ không thể thực thi được, phải đợi đợi rất là lâu. Thì ví dụ những hệ thống tương tác á, những cái hệ thống đó tương tác nhiều á, thì không thể nào mà áp dụng cái cơ chế này được. Vì dù có tác động, người dùng có tác động thì hệ thống cũng sẽ không không phản hồi, mà có phản hồi thì cũng sẽ phản hồi rất là trễ. Rồi thì tiếp đến đó là điều phối không độc quyền. Điều phối không độc quyền thì không độc quyền tức là không không thể chiếm hoàn toàn CPU được, không thể chiếm hoàn toàn CPU được, thì khi đó tiến trình đang chạy có thể bị chiếm quyền bất cứ khi nào luôn. Thì các quyết định điều phối xảy ra sẽ bị chiếm quyền khi nào? Khi khi tiến trình chuyển từ trạng thái đang xử lý sang trạng thái block thì khi đó CPU sẽ bị chiếm lại để cấp cho một cái tiến trình khác. Tại vì sao? Tại vì tiến trình đang chạy nhưng mà tiến trình đang muốn ví dụ như đang muốn đợi một cái tài nguyên nào đó nhưng mà chưa có, thì tiến trình cần phải đợi ha. Thì khi tiến trình đợi thì CPU sẽ nhàn rỗi không làm gì, thì mình sẽ hình thành cái cơ chế sao các bạn, lấy cái CPU đó và cấp phát cho một tiến trình khác để tiến trình khác được thi. Thứ hai, khi tiến trình đang chuyển từ trạng thái đang xử lý sang trạng thái ready, đó, tức là đang xử lý thì được chuyển ngược lại trạng thái sẵn sàng, đó, thì cái trường hợp này xảy ra khi mà có một ngắt xảy ra này, đó, thì khi đó CPU cũng sẽ được cấp cho một cái cho cái ngắt đó thi hoặc cho một tiến trình khác được thi. Rồi cái giai đoạn thứ ba mà cũng CPU sẽ được lấy lại khi mà tiến trình chuyển từ trạng thái chờ block sang trạng thái ready. Cái này đây cũng là một cái trạng thái, cái giai đoạn mà lúc đó mình sẽ quyết định lại cái vấn đề về điều phối. Rồi và khi kết thúc một tiến trình kết thúc thì chắc chắn sẽ cần phải điều phối lại cái toàn bộ hệ thống. Rồi. Còn khi mà tiến trình từ trạng thái chờ sang ready thì cũng cần phải tính toán lại, xác định lại lúc đó có nên thay đổi CPU hay không, tại vì phải phụ thuộc vào vào bộ độ ưu tiên của các tiến trình trong cái danh sách ready. Rồi, thì đây là những cái trường hợp mà cần phải xem xét lại bộ điều phối để cấp phát CPU cho hợp lý. Rồi, thì có một số cái chú ý là nguyên lý điều phối độc quyền thường chỉ thích hợp với các hệ thống xử lý theo lô ha, tức là theo một cái chu trình, một cái luồng xử lý cho trước. Rồi. Đối với các hệ thống tương tác á, time sharing hoặc là các hệ thống thời gian thực thì cần phải sử dụng cái điều phối gì không độc quyền nha các bạn. Đó là những cái hệ thống thời gian thực mà chúng ta học này, cần phải sử dụng cái nguyên lý điều phối không độc quyền đó, để các tiến trình quan trọng có cơ hội hồi đáp kịp thời, tương tác kịp thời. Và các bạn cũng chú ý là nếu mà mình xây dựng theo cái điều phối không độc quyền á, thì cái cơ chế cũng khá là phức tạp ha, trong việc phân định cái độ ưu tiên và phát sinh thêm cái chi phí khi mà chuyển đổi CPU qua lại giữa các tiến trình, tức là cái giai đoạn chuyển giao cái chuyển ngữ cảnh á, thì CPU cũng sẽ cũng phải tốn rất là tốn cái thời gian và cái tài nguyên để mà xử lý cái việc là chuyển đổi ngữ cảnh giữa các tiến trình. Rồi thì cái vấn đề đó mình sẽ bàn sau nhé. Rồi
Thì đây là cái phần đầu tiên, giới thiệu bạn một số vấn đề về điều phối tiến trình. Thứ hai, chúng ta sẽ qua cách tổ chức điều phối ha. Chúng ta qua tổ chức điều phối. Thì thứ nhất, đó là các danh sách sử dụng trong quá trình điều phối. Thì có hai cái danh sách. Thì thông qua cái trước khi qua cái danh sách này, mình cũng nhắc lại các bạn là chúng ta đã học qua cái môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật ha, giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Thì cái môn đó các bạn đã học được cái gì rồi? Cách thức quản lý mảng này, sắp xếp mảng này, quản lý dữ liệu của mảng này, và danh sách liên kết, nhớ không? Danh sách liên kết thì các bạn đã học được. Danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết đôi, các loại danh sách liên kết. Thì đây là lúc một hệ thống nó ứng dụng cái danh sách liên kết của các bạn học đó vào hệ thống đây. Thì các danh sách sử dụng trong quá trình điều phối đó, thì nó có hai loại danh sách chính. Đó là hai cái danh sách đó là danh sách sẵn sàng là ready list và danh sách hàng đợi ha, chờ đợi waiting list. Thì các bạn chú ý giùm mình luôn nha, chú ý giùm mình một điều, đó là danh sách ready list thì chỉ có một ha, duy nhất một ha. Ready list thì chỉ có một ha, và waiting list thì có nhiều ha. Waiting list có nhiều ha. Thì ready list là gì? Các bạn tiếp tục theo dõi ha. Khi một tiến trình ha, bắt đầu đi vào hệ thống thì nó sẽ được chèn vào danh sách các tác vụ ha, job list ha. Đó thì từ cái danh sách job list nè, đó là những cái tiến trình được đưa vào hệ thống ha. Tuy nhiên những tiến trình nào mà được đang thường trú trong bộ nhớ chính đó, và ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận CPU, tức là đầy đủ tài nguyên và các thanh ghi, các bộ nhớ cấp phép đầy đủ cấu hình, thì cái đó nó mới được đưa vào cái danh sách gì? Danh sách sẵn sàng nhé. Các bạn chú ý nha. Danh sách sẵn sàng để đợi thực thi. Rồi, thì bộ điều phối sẽ chọn cái tiến trình trong cái danh sách sẵn sàng ha, và cấp CPU cho tiến trình đó. Thì cái danh sách sẵn sàng này chỉ có một thôi. CPU sẽ tiến hành chọn cái tiến trình nào có độ ưu tiên cao nhất, tiến trình nào phù hợp để cấp cho CPU và thực thi. Thì tiến trình được cấp CPU sẽ tiến hành xử lý. Và khi mà tiến trình phải chờ một cái sự kiện hoặc là chờ một cái thao tác nhập xuất gì đó hoàn tất, hoặc là yêu cầu tài nguyên nhưng mà chưa được thỏa mãn, thì nó sẽ được tạm dừng. Thì lúc đó tiến trình sẽ được làm gì các bạn? Nó sẽ được chuyển vào danh sách chờ ha, danh sách chờ. Thì cái danh sách chờ, cái danh sách chờ này nè thì sẽ có nhiều ha. Thì ví dụ như tiến trình đang chạy mà muốn yêu cầu giao tiếp với cổng com một đi, cổng com một, tiến trình A muốn giao tiếp cổng com một, nhưng mà ví dụ như com một đang bận đi, thì tiến trình A phải sao bạn? Phải rơi vào cái hàng chờ của được quản lý dành riêng cho com gì? Com một nhá. Thì cái danh sách chờ đó sẽ dành riêng cho cái việc mà quản lý tài nguyên của com một. Thì khi đó ví dụ một cái tiến trình khác đi, tiến trình B đang muốn giao tiếp USB nhưng mà USB cũng bị bận đi đó, thì tiến trình B cũng sẽ được đưa vào hàng chờ, nhưng mà trong danh sách chờ của gì? Của cái tài nguyên liên quan tới USB nhá. Thì hai cái danh sách chờ đó là sao các bạn? Khác nhau nhá. Vì vậy mà ở phía trước tôi đã nhắc các bạn là waiting list thì có nhiều, nhưng mà ready list thì chỉ có một. Đây thì toàn hệ thống hệ điều hành nó chỉ sử dụng một
danh sách sẵn sàng thôi. Và mỗi cái tài nguyên á, mỗi thiết bị ngoại vi á, thì sẽ có một danh sách sẵn sàng chờ của riêng nó. Vì vậy nên mình mới nói là có một danh sách sẵn sàng và có nhiều danh sách chờ. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây ha. Đây là mô tả của nó nè. Các bạn nhìn thấy giống cái cấu trúc của danh sách liên kết đơn không? Danh sách liên kết. Thì ready list chỉ có một ha. Còn cái waiting list thì sẽ có nhiều. Thì mỗi cái tài nguyên này, mỗi loại tài nguyên này sẽ có một cái danh sách liên kết chứa những cái tiến trình đang đợi cấp phát tài nguyên, đúng không? Anh này đang có một tiến trình đang đợi cấp phát tài nguyên này. Anh này thì có 3 tiến trình đang đợi. Còn cái Realist thì có 2 anh đang đợi cấp gì các bạn? Những anh trong Realist thì tất nhiên là đang đợi cấp phát CPU để thực thi. Rồi, thì cái quá trình xử lý một tiến trình á thì nó sẽ trải qua cái việc chuyển đổi qua lại giữa danh sách sẵn sàng và danh sách chờ đợi nhé. Thì tiến trình nào sẽ được chạy hay là tiến trình nào sẽ được rơi vào trạng thái chờ, thì đây là cái sơ đồ mô tả cái việc mà chuyển đổi qua lại. Thì đây những tiến trình ở trong cái job list đó, sẽ được lựa chọn và đưa vào ready list. Thì sau khi nó được cấp CPU thì sẽ thực thi ha. Tuy nhiên nếu một khi mà tiến trình nó yêu cầu tài nguyên thì cần phải được đưa vào cái danh sách hàng đợi của cái tài nguyên đó, nếu như mà tài nguyên bị bằng đó, đúng không? Thì khi được cấp phát trở lại rồi thì khi được cấp phát tài nguyên rồi thì nó sẽ lấy đó và nó quay lại release để đợi thi tiếp theo. Còn trường hợp nếu hết thời gian thực thi cho một khoảng thời gian thực thi nhưng hết thời gian thì tiến hành làm gì? Được đưa ngược lại vào ready list để đợi cái lần chạy tiếp theo, hoặc là đang chạy mà gặp một ngắt thì ngắt sẽ được thực thi, ngắt sẽ được thi, sau khi ngắt thực thi xong thì nó cũng sẽ được chạy đưa về ready list để được đợi CPU và thực thi lần tiếp theo. Tiếp theo là về cái phần các cấp độ điều phối ha. Các cấp độ điều phối thì công việc điều phối được hệ điều hành thực hiện ở hai mức ha. Hai mức về vấn đề cấp độ có hai mức, đó là điều phối tác vụ và điều phối tiến trình nha. Job scheduling và process scheduling. Job scheduling là điều phối tác vụ thì nó ở mức cao hơn, còn điều phối tiến trình thì nó sẽ điều phối mức thấp hơn. Điều phối tác vụ là gì? Thì điều phối tác vụ giúp lựa chọn cái tác vụ nào sẽ được đưa vào hệ thống ha. Và một cái tác vụ á, nó sẽ gồm có nhiều tiến trình bên trong đó nha. Một tác vụ khi chạy nó sẽ chia ra làm nhiều tiến trình. Thì khi một tác vụ được đưa vào hệ thống á, thì thì tác vụ đó sẽ được hệ thống sẽ tiến hành nạp những cái tiến trình thuộc tác vụ đó vào bộ nhớ chính để thực thi. Thì các bạn qua đây các bạn nắm giùm mình một khái niệm, đó là tác vụ sẽ được chia nhỏ ra làm nhiều tiến trình ha. Đó, thì khi một tác vụ chạy đồng nghĩa có nhiều tiến trình chạy ha. Đó là điều phối tác vụ ha. Tiếp theo một cái ý nữa các bạn cũng cần để ý, đó là điều phối tác vụ nó cũng sẽ quyết định cái mức độ đa chương ha, tức là đa chương trình, nhiều hay ít chương trình ha. Thì nó sẽ quản lý số lượng tiến trình vào trong bộ nhớ chính là bao nhiêu, thì tùy vào cái số lượng tác vụ mình điều phối. Thì có tần suất hoạt động thấp ha, tần suất hoạt động thấp tức là cái số tần suất mà mình gọi nó thực thi nó thấp hơn so với tiến trình ha. Tiến trình phải điều phối nhanh và nhiều hơn.
Thì các bạn cũng chú ý giùm mình một cái khái niệm đó là tiến trình á, mà nó hướng nhập xuất á, thì cái tiến trình đó là sao các bạn? Nó sử dụng CPU để thực hiện các thao tác nhập xuất nhiều hơn, thì khi đó CPU sẽ được rảnh nhiều hơn ha. Về vấn đề khi nhập xuất á, thì CPU sẽ được rảnh nhiều hơn vì tốc độ nhập xuất chậm hơn tốc độ CPU rất là nhiều. Còn những cái tiến trình nào mà hướng xử lý thì nó sử dụng CPU rất là nhiều, chủ yếu là cho các vấn đề về tính toán, xử lý các kỹ thuật. Rồi thì để mà cân bằng cái hoạt động của CPU và các thiết bị ngoại vi á, thì cái bộ điều phối tác vụ nên phải lựa chọn các tiến trình để nạp vào bộ nhớ sao cho hệ thống là sự pha trộn hợp lý giữa các tiến trình hướng nhập xuất và hướng xử lý. Thì các bạn chú ý ở đây, nếu chúng ta chỉ nạp những cái tiến trình mà chỉ toàn là những tiến trình hướng nhập xuất thôi đi, chỉ những tiến trình hướng nhập xuất thôi, thì CPU sẽ được rảnh rất là nhiều ha, rảnh rất nhiều, đúng không? Đúng rồi đó, tại vì tốc độ nhập xuất rất là chậm. Vì vậy mà nếu như chỉ nạp những cái tiến trình mà có xử lý theo hướng xử lý thôi, những tiến trình theo hướng xử lý thôi, thì CPU làm việc rất nhiều liên tục. Trong khi đó những cái trong khi đó thì về vấn đề xuất nhập thì chúng ta sẽ không thể nào mà giao tiếp với ngoại bi được. Đó thì một cái thì xử lý CPU quá nhiều, một cái thì CPU quá nhàn rỗi. Vì vậy cần phải xem xét về vấn đề cân bằng cái hoạt động của CPU bằng cách pha trộn hợp lý giữa các tiến trình hướng nhập xuất và các tiến trình hướng xử lý. Rồi thì cái cấp độ điều phối tiếp theo đó là cấp độ điều phối tiến trình. Thì cái bộ điều phối tiến trình này nó sẽ chọn cái tiến trình ở trạng thái sẵn sàng ha, đã được nạp vào bộ nhớ chính, đã có đủ tài nguyên để hoạt động, và sẽ tiến hành cấp phát CPU cho tiến trình đó để thực thi, được không? Thì đó là điều phối tiến trình nhé. Rồi thì bộ điều phối tiến trình có tần suất hoạt động cao, tại vì tiến trình cần phải được xử lý chuyển đổi qua lại rất là nhiều, nên cái tần suất hoạt động của nó chắc chắn là sẽ rất là cao hơn nhiều so với cái điều phối tác vụ. Thì trong nhiều hệ điều hành đó có thể sẽ không có cái bộ điều phối tác vụ luôn đâu, mà nó sẽ tách biệt rất ít đối với cái bộ điều phối tiến trình ha, tại vì cái bộ điều phối tiến trình quan trọng hơn, có thể kết hợp luôn với cái bộ điều phối tác vụ để mà hình thành nên một cái bộ điều phối. Tại vì cái đơn vị xử lý cuối cùng của chúng ta cũng sẽ là gì? Tiến trình ha. Đó, nên cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ hướng tới là vấn đề về quản lý cái việc điều phối và xử lý các tiến trình. Thì có một cái dạng kết hợp của hai bộ điều phối ha. Điều phối các bộ điều phối tiến trình thì nó sẽ ra cái dạng như sau. Thì những tiến trình trong bộ nhớ phụ mà được nạp từng phần để xử lý đó, thì nó sẽ được cũng có thể đi theo cái hướng mà nạp vào ready list. Thì những cái tiến trình trong ready list nếu mà cảm thấy không phù hợp mình có thể nạp ngược lại bộ nhớ phụ để lưu trữ tại đó, và những cái tiến trình trong ready list khi khi đã sẵn sàng thì nó sẽ nhận CPU để hành xử lý ha. Đó. Còn nếu mà cần tài nguyên thì sẽ mà tài nguyên không được cấp phát, không không được cấp phát ngay lúc đó thì nó cần phải đưa vào danh sách hàng chờ tài nguyên. Thì khi đã được cấp phát CPU thì cấp phát tài nguyên thì nó lại quay lại ready list, được không? Thì khi quay lại ready list rồi thì mình lại cái phần nhiệm vụ của cái bộ quản lý tác vụ á, thì nó sẽ xem xét là những tiến trình nào hợp lý cần chạy thì nó sẽ lại load load nó lại lấy từ trong cái bộ nhớ phụ nạp vào để thực thi, còn những cái tiến trình nào mà cảm thấy không còn phù hợp nữa thì nó có thể đẩy ngược ra và ra bộ nhớ phụ để đợi lần thực thi khác ha. Đó, thì cái phần này là phần của bộ quản lý tác vụ, và cái phần mà quản lý tiến trình cấp CPU để thực thi á, đó chính là phần điều phối của bộ gì? Bộ điều phối tiến trình ha. Bạn hiểu không?
họ điều phối tiến trình thì quản lý việc cấp phát CPU cho cái tiến trình hoạt động. Còn điều phối tác vụ thì quản lý về cái vấn đề là lựa chọn tiến trình phù hợp của cái tác vụ mình đang đang xem xét đó, để đưa vào trong cái ready list, đưa vào bộ nhớ chính để tiến hành thực thi. Thì đó là các vấn đề về các cấp độ điều phối tác vụ và điều phối tiến trình. Rồi, thì cái phần tiếp theo ha, phần tiếp theo đó là phần số 3 là các chiến lược điều phối. Thì mình sẽ có những cái chiến lược điều phối như sau ha. Thì để hệ thống diễn ra được tốt và các tiến trình sử dụng CPU triệt để, sử dụng tài nguyên triệt để, tận dụng được tài nguyên hệ thống và để hệ thống hoạt động được tốt thì cần phải có những chiến lược ha. Chúng ta cần phải có những chiến lược cụ thể rõ ràng và áp dụng cho những cái cho tùy hệ thống, phù hợp với tùy ứng dụng cụ thể. Thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt đi vào một số cái chiến lược điều phối như sau. Thứ nhất là chiến lược FIFO ha, viết tắt của từ first in first out, tức là gì vậy? Tiến trình nào tới trước thì sẽ được thực thi trước. Chiến đơn giản thứ nhất mà muốn nói tới đó là first in first out. Mà cái chiến lược thứ hai đó là chiến lược phân phối xoay vòng ha, người ta gọi là round robin, tức là mỗi tiến trình sẽ được cấp cho một cái khoảng thời gian, cấp cho một khoảng thời gian thôi. Đó, thì sau khi tiến trình chạy hết thời gian đó, nếu vẫn chưa xong thì vẫn phải nhường lại CPU cho tiến trình khác thực thi. Đó, thì nó sẽ tạo ra thành một cái giống như cái vòng xoay vòng vậy đó. Hết tiến trình này, hết thời gian thì sẽ tới lượt tiến trình khác thực thi và xoay vòng lại cho tới khi tất cả các tiến trình thực thi xong. Rồi, cái chiến lược thứ ba đó là điều phối với độ ưu tiên ha. Mình sẽ thay đổi cái độ ưu tiên cho các tiến trình. Thì tiến trình nào có độ ưu tiên cao hơn thì sẽ được thực thi trước. Tùy vào cái tính chất quan trọng của tiến trình. Tiến trình nào sẽ được quan trọng thì mình sẽ cho cái độ ưu tiên cao hơn. Thì khi đó sẽ được cấp CPU và thực thi. Rồi, cái số 4 đó là các chiến lược về công việc ngắn nhất. Đó là SJF, tức là shortest job first, tức là những cái tiến trình nào mà có thời gian xử lý ngắn nhất thì sẽ được xem xét và được xử lý trước. Đó là cũng là một cái chiến lược khác. Rồi, chiến lược thứ 5 đó là chiến lược điều phối với nhiều mức độ ưu tiên. Thì những tiến trình sẽ được chia ra thành những nhóm ha. Và những nhóm đó sẽ thuộc những cái mức ưu tiên khác nhau. Thì mình sẽ dựa vào cái mức ưu tiên đó để mình cho tiến hành thực thi cái tiến trình đó. Rồi, và cái cuối cùng mà muốn đề cập tới ở đây đó là chiến lược điều phối sổ số, lottery. Thì các bạn nhìn thấy cái chữ sổ số, lottery á, thì các bạn cũng liên tưởng tới vấn đề về gì các bạn? Đó là vấn đề về mua bán vé số, đúng không? Thì cái vấn đề đó các bạn cũng biết đó là nó là xác suất trúng một con số, nó là ngẫu nhiên ha, ngẫu nhiên không biết trước ha. Nên nó cũng khá là công bằng ha, khá là công bằng. Đó, thì các bạn thì người ta cũng áp dụng cái chiến lược cái ý tưởng đó vào đây, tức là các tiến trình sẽ được chọn ngẫu nhiên ha, được chọn ngẫu nhiên. Thì tiến trình nào được chọn thì tiến trình đó sẽ được thực thi ha. Thì cái chiến lược này cũng khá là công bằng về mặt xác suất ha, về mặt xác suất. Rồi, thì cái nội dung này chúng ta sẽ không trình bày ở buổi này, mà chúng ta sẽ trình bày ở cái buổi học tiếp theo ha. Chúng ta sẽ trình bày ở buổi học tiếp theo. Thì mình muốn giới thiệu qua cái ý tưởng trước cho các bạn biết, thì bây giờ các bạn sẽ về nhà đọc trong giáo trình để tìm hiểu rõ hơn về nó. Thì ở buổi học tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thảo luận chia nhóm và sau đó trình bày, hoặc là mình sẽ sau đó mình sẽ tóm lại và mình sẽ trình bày lại những cái ý chính, những và đưa ra những nhận xét bạn nào nhóm nào trình bày tốt, nào không tốt, được không? Đó, thì về cái phần phần chi tiết của các chiến lược này, các
cách mà mình xây dựng chương trình để mà chạy được các chiến lược này thì mình sẽ trình bày ở cái buổi học tiếp theo, được không? Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi học của chúng ta ở đây. Hẹn các bạn ở buổi học tiếp theo. Rồi, chào các bạn.